Ok, hello, xin chào anh em. Thì tiếp tục với cái series hướng dẫn cho những người mới học chạy quảng cáo một cách hiệu quả và có một cái góc nhìn nó đầy đủ cũng như là nó thực chiến nhất. Thì ở đây hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em là cách thức mà quảng cáo ở trên nền tảng Facebook nó sẽ hoạt động như thế nào và người dùng của chúng ta họ sẽ nhìn thấy quảng cáo ra làm sao và họ sẽ tương tác như thế nào. Thì đối với quảng cáo Facebook nó là một loại quảng cáo hiển thị các bạn nhé, loại quảng cáo hiển thị. Vậy nó giống như cái gì? Nó giống như cái việc là cái các bạn đi qua một cái ngã tư đường và cái ngã tư đường đấy ở trên một cái tòa nhà nào đấy, ở một cái góc nào đấy của cái ngã tư đường đấy nó có treo một cái biển quảng cáo, thì đấy nó là gọi là quảng cáo hiển thị. Thì quảng cáo Facebook nó cũng tương tự như vậy, nhưng nó chỉ khác ở chỗ là nó sẽ mang cái biển quảng cáo của chúng ta đến từng nhà, tức là đến từng news feed, đến từng trang cá nhân của khách hàng, của từng người đang dùng trên Facebook, và nó gõ cho cái bảng vào này đấy, để cho cái biển hiển thị như vậy. Và khi cái biển đấy, cái thông tin đấy của cái bài quảng cáo đấy nó có giá trị, và đặc biệt nó khơi gợi lên cái cảm xúc mua hàng và khơi gợi lên cái nhu cầu bên trong của khách hàng, thì lúc này họ sẽ đưa ra quyết định. Quyết định ở đây là họ mới ở trong cái giai đoạn là có nhu cầu tìm hiểu thôi các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy màn hình, ví dụ quảng cáo Facebook nó sẽ, khi chúng ta lướt trên Facebook này, lướt trên News Feed này, các bạn sẽ nhìn này, nó sẽ chạy như thế này đấy, nó sẽ chạy lên chạy xuống. Các bạn chỉ nhìn ở khung giữa thôi nhé, ở khung giữa thôi, còn hai cái bên sườn, bên cột bên trái, cột bên phải các bạn không quan tâm giúp mình, các bạn chỉ cần quan tâm đến cột giữa thôi, bởi vì bây giờ người dùng họ chỉ dùng là thiết bị di động. Thì quảng cáo ở trên thiết bị di động nó sẽ hoạt động như sau, nó cũng hoạt động giống như đấy, nhưng mà đây nó sẽ là cột giữa đầu tiên. Cái bài đầu tiên nó luôn luôn là cái bài của bạn bè của các bạn, bạn bè của khách hàng, bạn bè của người dùng Facebook. Cái bài đầu tiên, cái bài số 2 nó sẽ là bài quảng cáo. Cái bài số 2, cái vị trí số 2 luôn luôn là bài quảng cáo, và đây là những gì quảng cáo nó hiển thị ở trên cái news feed đó. Và nếu như cái bài quảng cáo nó không có một chút gì ấn tượng, đánh vào nhu cầu có bên trong của khách hàng, thì họ sẽ lướt qua, họ sẽ lại kéo xuống bên dưới các bạn nhé, họ sẽ lại kéo xuống bên dưới, kéo kéo và kéo, kéo kéo và kéo. Thì cái hành vi này gọi là hành vi lướt news feed, lướt Facebook của người dùng Facebook các bạn nhé, của người dùng Facebook. Vậy thì cái mẫu quảng cáo của ta, ví dụ như cái bài quảng cáo là kích mọc tóc của Cửu Mộc Tân Cương này này đấy, thì các bạn mình sẽ xem, các bạn cho các bạn xem lại cái đoạn đầu này đấy, một cái hành động, cái hành động lắc đầu lắc đầu lắc đầu lắc đầu này, đó là một cái hành động thu hút, đó là một cái hành động khác biệt, đó là một cái hành động giúp cho khán giả tò mò. Các bạn hình dung nhỉ, khán giả tò mò, và khi họ tò mò họ sẽ dừng lại ở đây, có thời gian dừng lại ở đây nhiều hơn, dừng lại ở bài quảng cáo của các bạn nhiều hơn, và họ sẽ xem cái bài viết này. Nếu như đây là một bài viết quảng cáo đánh vào nhu cầu thì họ sẽ có sự tương tác, họ có sự quan tâm, còn không họ sẽ lại lướt qua. Anh em dùng, họ sẽ lại lướt qua đó. Thì đấy là cái cách mà quảng cáo đang phân phối, đang hiển thị. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà các bạn tương tác với một loại bài, ví dụ gần đây là trên trang Facebook cá nhân của tôi đang tương tác rất nhiều với các cái phần mềm bên thứ ba, với các cái liên quan đến AI, thì Facebook sẽ phân phối cho chúng ta rất rất nhiều những cái bài tương tự như vậy. Em hiểu nhỉ, rất rất nhiều những bài tương tự như vậy. Và thì khi mà Facebook, anh em hiểu được cái nguyên lý của hoạt động của thuật toán ở đây, nó sẽ phân phối dựa trên cái nhu cầu của mình. Em hiểu, nhu cầu của mình chính là nhu cầu khách hàng của bạn. Vậy khách hàng của bạn đang quan tâm điều gì? Ví dụ bạn bán nhân sâm, ví dụ bạn bán giày thể thao, ví dụ bạn bán một cái gì đó, hình dung không nào? Thì khi khách hàng của bạn tương tác với mẫu quảng cáo của bạn, hoặc tương tác với mẫu quảng cáo của đối thủ của bạn liên quan cùng ngành, thì cái khách hàng đó cũng sẽ nhận được những cái mẫu quảng cáo tiếp theo liên quan đến ngành hàng đó. Cái này nó dựa trên thuật toán theo dõi của nền tảng thôi, nó không có gì cả, và cái này nó rất là thông minh. Vậy thì điều kiện ở đây nó là gì ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể quảng cáo một cách hiệu quả, tức là chúng ta bán được hàng đấy, có nhiều người quan tâm, chúng ta bán được hàng? Thì suy cho cùng, thứ nhất chúng ta cần phải xác định được cái đối tượng khách hàng chúng ta muốn nhắm đến, muốn hướng đến, tức là sao? Tức là ví dụ tôi có một cái biển quảng cáo như thế này đó, thì tôi biết khách hàng của tôi là ai, tôi biết cái người mà tôi bán hàng là như nào, thì tôi sẽ mang cái biển quảng cáo đó đến cái lưu feed của khách hàng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi sẽ dựa vào cái thuật toán phân phối của nền tảng, đó là gì ạ? Nó cho phép chúng ta tiếp cận được những khách hàng đang có những cái hành vi tương tác với những cái
sản phẩm với những cái dịch vụ ở trên nền tảng Facebook tương tự như sản phẩm dịch vụ chúng ta đang bán. Thì cái cách này đó là cách mà chúng ta sẽ tiếp cận và phủ thị trường. Đó là khi kinh doanh chúng ta cần phải có nhiều fanpage, chúng ta cần phải có nhiều tài khoản quảng cáo để tiếp cận tối đa và không để lọt khách hàng. Thì cái đầu tiên đó chính là chúng ta thu hút, biết đối tượng khách hàng là chúng ta thu hút đối tượng rồi. Thì cái thứ hai chúng ta sẽ cần cái gì ạ? Chúng ta sẽ cần một cái bài content. Bài content đây gồm hai phần, phần text và phần video là hai phần chính. Ngoài ra nó còn các cái phần phụ khác, ví dụ như title của bài viết, ví dụ như cái số lượt like, lượt share, lượt comment. Đó chính là những cái phần phụ. Toàn bộ những cái gì hiển thị trước mặt khách hàng đó đều là content hết. Vậy thì chúng ta cần tạo ra một cái content quảng cáo thu hút, tạo ra một content quảng cáo ấn tượng, tạo ra một content quảng cáo giải quyết được vấn đề nhu cầu khách hàng, và tạo ra một content quảng cáo giúp chúng ta bán được nhiều hàng. Hình dung nào? Thì với khi chúng ta tạo ra một content như vậy thì chúng ta sẽ có được cái gì ạ? Thứ nhất, thời gian khách hàng ở lại bài quảng cáo của chúng ta lâu hơn, họ đọc bài quảng cáo của chúng ta. Cái thứ hai, nhu cầu của khách hàng của chúng ta được kích thích, được đẩy lên cao trào bằng cách họ sẽ inbox cho chúng ta, họ sẽ comment cho chúng ta, họ sẽ like, share bài viết cho chúng ta. Đấy là những khách hàng đang có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm dịch vụ. Cũng có những trường hợp là khách hàng họ bấm nhầm, anh như họ lướt đi feed, cái thao tác lướt đi feed nó sẽ lướt lên lướt xuống bằng cái tay ấy, thì đôi khi nó bấm nhầm vào cái nút thì nó cũng ra cái nút gửi tin nhắn, nhưng cái tỷ lệ này nó sẽ thấp, em hiểu, tỷ lệ này sẽ thấp. Và một cái điều nữa là khi khách hàng comment rồi, khách hàng inbox chúng ta rồi, tại sao họ đã xem và không trả lời? Đó là gì ạ? Bởi vì cái sản phẩm dịch vụ đó, cái nhu cầu của khách hàng vào thời điểm đó nó chưa được đẩy lên cao trào. Nếu như đo trên thang điểm 10 thì về lỗi đau, tức là cái nhu cầu đó, cái vấn đề của họ chưa đau, nó chỉ đau ở cái thang điểm 1, 2 thôi, chứ không phải là 8, 9, 10. Vậy nên là cái quyết định ra, quyết định mua hàng ngay tại thời điểm đó là không có. Vậy nên khi bạn làm kinh doanh, khi bạn chạy quảng cáo, bạn cũng không cần quá đau đầu với cái việc là khách hàng từ chối các bạn, khách hàng đã xem mà không trả lời cho các bạn. Thì chung nhỉ, việc của các bạn là hãy tập trung làm thế nào để thu hút thật nhiều đối tượng khách hàng, làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng được cái nhu cầu, gia tăng được cái giá trị cho khách hàng nhiều nhất trong cái bài quảng cáo, trong cái phần tư vấn của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta sẽ chốt được đơn hiệu quả hơn. Và một cái phần quan trọng không kém đó là gì ạ? Chốt đơn. Chúng ta cần phải có quy trình chốt đơn nó giống như một người thật đang tư vấn, hơn là những con AI, hơn là những con chatbot, hơn là những người máy. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng hiện nay rất rất nhiều bên, rất rất nhiều bạn đang trả lời khách hàng một cách máy móc. Máy móc là gì? Là chúng ta chat một câu rất là dài cho khách hàng. Thì xin thưa với anh em, hành vi của người thật không bao giờ chat dài hết. Họ có thể chat nhiều nhưng không bao giờ chat dài. Một câu chỉ có khoảng vài từ thôi, cùng lắm là đến 6 từ, 7 từ thôi, là enter gửi, xong rồi lại chat tiếp, rồi chat tiếp. Vậy nên các bạn cũng cần phải xem lại cái quy trình chốt đơn, cách chốt đơn của mình để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi trong đơn hàng, để chúng ta chạy quảng cáo hiệu quả hơn. Ok, hy vọng video này đã giúp cho các bạn hiểu về cái cách thức quảng cáo hoạt động, cách thức quảng cáo phân phối, cũng như hiểu được cái cách thức để chúng ta có thể tiếp cận khách hàng, tư vấn khách hàng, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể chốt được nhiều đơn hơn dựa trên quảng cáo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.